Thưa quý vị, thực trạng xâm thực bờ biển trên địa bàn tỉnh xảy ra trong nhiều năm qua và càng ngày càng phức tạp. Hiện có hàng trăm hộ dân ở các địa phương ven biển cần được di dời tái định cư nơi ở mới. Mới đây, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực đầu tư để tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, trong đó có việc di dời khẩn cấp một số khu vực dân cư. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Lộc Vận, huyện Phú Lộc, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế về tình trạng xâm thực biển. Khoảng hơn 3 năm trở lại đây, cứ mỗi mùa biển động bảo vệ kết hợp triều cường, anh Trần Đình Hải cùng vợ và ba người con nhỏ của mình lại phải di tản đến khu vực cao theo sự vận động của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Bám theo đuôi con cá để nuôi 5 miếng ăn, việc phải thường xuyên di tản đi nơi khác không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế gia đình mà còn làm gián đoạn việc học, ảnh hưởng đến tâm lý của con em. Đó cũng là tình cảnh chung của hơn 30 hộ dân thôn Bình An 2, xã Lộc Vận, huyện Phú Lộc khi hàng ngày phải sống trong nỗi lo bờ biển bị xâm thực. Con cáo họ ngày nào họ đi học, còn bên về sống nước thì mình ngăn cái đoạn mưa gió là con cái không đi học được. Trong đó tôi mong muốn nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện để lên vùng cao để là gọi là an cư lạc nghiệp. Để cho chúng tôi là sau này là con cái nó ăn học ổn định hơn, với công việc nó ổn định hơn. Mỗi năm thì tôi thấy là anh cứ bao mòn vào đất liền của thôn là khoảng 3 đến 4 mét, ấy thì nguy cơ ảnh hưởng đến mấy chục cái hộ dân, đặc biệt là ở vùng ở ven biển đấy thì có khoảng 20 hộ, tôi trong ở ven sông thì có khoảng là 5 hộ, tổng số khoảng 25 hộ dân. Thì mong muốn của dân thì rằng như thế nào là trước hết là được di dời. Thứ hai nữa là có cái phương án thì nhà nước ở cấp trên quan tâm như thế nào là có một cái bờ kè chắn sóng để cho dân có thể là ở lại yên tâm để là sản xuất. Ghi nhận từ năm 2019 đến nay, bờ biển đi qua xã Lộc Vận đã ăn sâu vào đất liền hơn 20 mét, trực tiếp ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa cũng như đe dọa đến tính mạng người dân. Trước tình trạng xâm thực biển diễn ra với tốc độ quá nhanh, giải pháp được chính quyền địa phương cùng cả cấp ngành ưu tiên hiện nay đó là bố trí tái định cư lâu dài cho cả hộ dân, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tình trạng xâm thực trong mùa mưa bão để có thể đưa ra những cảnh báo sớm nhất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Về chính quyền địa phương thì hàng năm khi mà mùa bão và áp thấp nhiệt đới thì cũng vận động cả các hộ ở đây để di dân để nơi an toàn. Kiến nghị thì Ủy ban xã Lộc Vận tiếp tục là kiến nghị đối với các cơ quan chức năng là đưa ra phương án cụ thể để mà giải quyết nhất cái tình trạng mà sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của 20 hộ dân ở khu vực sạt lở này. Trước cái tình hình sạt lở như vậy thì trước mỗi đợt thiên tai thì phía văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh cũng đã tham mưu có văn bản để hướng dẫn các địa phương các cái vị trí có nguy cơ lũ quét sạt lở đất vùng đồi núi vùng ven biển cửa sông để người dân cũng như chính quyền địa phương là sẵn sàng ứng phó. Về lâu dài thì đối với tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt 17 dự án với cho hơn 1.215 hộ để dỡ sơ tán di dời đến nơi an toàn, đặc biệt là các vùng sạt lở để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Cuối tháng 9 vừa qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai quan tâm hỗ trợ nguồn vốn thực hiện hai dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét với tổng kinh phí là 52 tỷ đồng. Trong đó có dự án di dời 34 hộ dân thuộc thôn Bình An 2, xã Lộc Vận, huyện Phú Lộc. Nếu được thực hiện sớm, những hộ dân nơi đây sẽ vơi bớt nỗi lo biển xâm thực, sạt lở trong mỗi mùa mưa bão.